Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cháy trụ sở Vạn Thịnh Phát, trò chơi mèo vờn chuột đến hồi căng thẳng. Liên quan đến bà chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã có 3 mạng người ngã xuống. Nhiều người đánh giá rằng chưa có một chủ doanh nghiệp nào cứng cựa như bà chủ Vạn Thịnh Phát cả. Rất nhiều trò chơi mang màu sắc chính trị được tung ra mà hầu hết các chủ doanh nghiệp khác không thể nào đủ năng lực để làm thế. 3 mạng người, trong đó có một người là sĩ quan cấp cao của Bộ Công an Việt Nam, ông Thượng tướng Phạm Quý Ngọ. Đây là hình ảnh trụ sở của Vạn Thịnh Phát đột nhiên bị cháy. Nếu nói 2 mạng người gần đây là doanh nhân dễ ra tay, thì ông Thứ trưởng Bộ Công an làm sao có thể ra tay được. Vậy mà sau khi có tin về nhận hối lộ, bị bại lộ, là ông tướng này đã qua đời một cách bí ẩn, rồi vụ án bị đứt mạch điều tra kể từ đó. Sau vụ Thượng tướng Phạm Quý Ngọ chết, không lâu sau khi nhận hối lộ thì giới doanh nhân lẫn giới chính trị gia Việt Nam rất ngán nữ doanh nhân gốc Hoa Trương Mỹ Lan này. Bịt đầu mối có 2 cách, đó là giết người, diệt khẩu và đốt nhà phi tang chứng. Ở vụ án Vạn Thịnh Phát, người ta cảm nhận được cả 2 cách này đang được thực hiện. Nếu ai từng xem phim Trung Quốc thì ắt biết đây là những chiêu thức quen thuộc của người Trung Quốc từ thời cổ đại đến nay. Và những trò này hầu như liên quan đến chính trị. Tối ngày 13 tháng 10, tòa nhà Vạn Thịnh Phát, phường Bến Nghé, quận 1 bốc cháy. Nguyên nhân được phía công an báo là do chập điện. Cụ thể là vào lúc 22 giờ 13 tháng 10, tòa nhà của Vạn Thịnh Phát nằm trên đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh bốc khói lên cao, làm đen một vùng. Sau đó, công an quận 1, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, công an có mặt và thực hiện công tác chữa cháy cho tòa nhà này. Phía công an thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết điểm cháy xảy ra tại lầu số 10 của tòa nhà. Tòa nhà Vạn Thịnh Phát có 15 tầng và thông tin được biết hồ sơ cũng bị cháy, không biết có thể cứu chữa được nữa hay không. Công an thì thông báo rằng cháy do chập điện, nhưng người dân thì không quan tâm đến nguyên nhân là do chập điện hay do phóng hỏa. Chỉ biết công an cần truy thêm hồ sơ để bổ sung cho vụ án, thì hồ sơ trong tòa nhà này cũng đã bị cháy. Không biết có là vô tình hay cố ý. Tuy nhiên, có người nhận xét rằng có vẻ như điện nó cũng hiểu quá trình điều tra của Bộ Công an, nên nó chập rất đúng lúc. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan. Hiện nay, vụ án Vạn Thịnh Phát được một số nhà phân tích đánh giá cho rằng đây là trò chơi mèo vồn chuột. Phe của ông Tổng là mèo, còn phe của Vạn Thịnh Phát là thân hữu là chuột. Tuy nhiên, con chuột này quá lớn, nên mèo có vờn mấy cũng không thể sơi được. Cứ mỗi lần mèo tấn công mạnh thì chuột lại tìm cách chống trả. Cho nên có thể nói vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ án khó nuốt đối với phe ông Tổng Trọng. Cũng có thể nói từ khi ông Nguyễn Phú Trọng nhóm lò 7 năm từ trước đến nay, chưa có vụ án nào xương sầu như vụ án này. Ông Nguyễn Phú Trọng nhiều lần tấn công vào phe ông Lê Thanh Hải, nhưng 5 lần 7 lượt vẫn không thể làm gì được ông trùm đất Sài Gòn. Và đến nay, khi mà ông Tổng đã ngấp nghé 80 tuổi, thời gian không còn đủ lâu cho ông Tổng, thì ông mới tiến hành tấn công vào thành trì của hai Nhật, tức là Lê Thanh Hải, và nơi mà ông bắt đầu là công ty Vạn Thịnh Phát. Vụ án đã qua một tuần và cho thấy những bằng chứng buộc tội Trương Mỹ Lan ngày một bị chủ tiêu một cách bí ẩn và có hệ thống, nên việc tìm đến nhà ông Lê Thanh Hải là bài toán rất khó cho ông Tổng. Đây là hình ảnh ông Phạm Quý Ngọ, người đã mất mạng không lâu sau khi nhận được hối lộ hàng triệu đô la và đã bị đưa ra ánh sáng. Khi vụ đưa hối lộ cho tướng Phạm Quý Ngọ thì tướng Ngọ chết, điều đó cho thấy chưa chắc gì những sĩ quan công an điều tra Vạn Thịnh Phát đã an toàn. Với vụ án Vạn Thịnh Phát, đây là cuộc đấu trí căng thẳng chứ không hề dễ dàng như vụ án Trịnh Văn Quyết. Hai vụ án khác xa về mức độ phức tạp của nó. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng, ông Tô quyết tấn công vào thành trì ông Chính và ông Phúc trong vòng 2 tháng, rất khó. Vụ án Việt Á mà xử đến nơi đến chốn thì ông chủ tịch nước khó thoát vì người nhà của ông ta có dính đến vụ án này hết sức nghiêm trọng. Hiện nay vụ án đã đưa 3 ủy viên Trung ương Đảng vào tù và đang nhắm mặt vào ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
và cả ông thủ tướng có thể cũng liên quan. Vụ án Việt Á liên quan đến nỗi chỉ đạo của ông thủ tướng, còn với ông chủ tịch nước thì phạm vào điều lệ của Đảng, đó là để cho người nhà làm những điều không được phép làm. Vào ngày 12 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra giám sát 9 tháng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm theo hình thức trực tuyến. Cơ quan này là công cụ của ông Tổng tấn công vào hang ổ của các trụ khác và cụ thể là ông Thủ tướng và ông Chủ tịch nước. Đây là hình ảnh trong 3 tháng nữa e không chạm được vào chùm cuối của Việt Á. Ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nói rằng trong 9 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra là các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở 200 tổ chức đảng, hơn 200 đảng viên liên quan đến công tác phòng chống COVID-19. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 12 tổ chức đảng, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra 188 tổ chức đảng và 181 đảng viên. Ông Trần Cẩm Tú cho biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông đứng đầu đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 73 đảng viên. Đồng thời, đề nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 16 tổ chức đảng và 28 đảng viên. Yêu cầu tổ chức đảng có liên quan thi hành kỷ luật một số đảng viên tổ chức đảng cấp dưới theo thẩm quyền. Việc ông Trần Cẩm Tú chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đốn hàng loạt củi trong thời gian qua vẫn chưa làm hài lòng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã phê bình rõ là thời gian qua một số cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự coi trọng, chưa quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, giám sát ở một số địa phương, đơn vị còn dàn trải, hình thức, chưa có trọng tâm, trọng điểm. Đây là hình ảnh nhiệm vụ moi chùm cuối cùng trong 3 tháng là quá khó khăn với ông Trần Cẩm Tú. Kết quả Hội nghị Trung ương 6 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa làm được gì ông Thủ tướng và ông Chủ tịch nước cũng bởi kết quả kiểm tra thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Trần Cẩm Tú cầm đầu vẫn chưa đủ mạnh để quật được trụ nào trong tứ trụ. Vì thế, ông Trọng đã đề ra 3 tháng cuối năm phải thực hiện dứt điểm vụ án Việt Á gây áp lực rất lớn đối với ông Trần Cẩm Tú vì thanh tra tiếp cũng chưa chắc gì quật được ông Chủ tịch nước vì qua Hội nghị Trung ương 6, ông Chủ tịch nước đã cho ông Tổng Bí thư là ông Chủ tịch nước không thể dễ dàng bị bắt nạt. Hiện nay, ông Tú đang áp lực xuống dưới yêu cầu đẩy nhanh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cần củng cố thêm sức mạnh thì mới có thể tìm đến được chùm cuối của Việt Á. Ông Trần Cẩm Tú cho biết, nhiệm vụ kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi, chỉ đạo đang thực hiện như các vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, tập đoàn FLC, công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC, Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao. Trong 3 tháng cuối năm, kiểm tra kết luận xử lý dứt điểm đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm liên quan đến vụ việc của công ty Việt Á. Cho tới nay, ông Nguyễn Phú Trọng mới vừa được Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đưa một ủy viên Bộ Chính trị vào tù, đó là ông Đinh La Thăng. Và có vẻ như sức mạnh của ông Tổng cũng chỉ đến có thế thôi. Còn ghế của tứ trụ dường như lò của ông Trọng không với tới được.